Chào mọi người đã đến với kênh YouTube Hàng Nhật VIP. Hôm nay em lên cho mọi người con máy lọc nước Levelux DX2. Con này có 5 tấm điện cực, lõi lọc 12.000 lít và lấy được 7 loại nước từ 2.5 đến 11.5. Và giờ em sẽ test nước cho mọi người. Đây nhá, con này về thì vẫn còn vòi mới luôn. Máy mới khoảng tầm từ 90 đến 95%. Bên em có dán hướng dẫn sử dụng, có hình ảnh minh họa và có chữ để chúng ta dễ hình dung. Bây giờ em sẽ gắn vòi vào để test nước cho mọi người. Đây là nước trung tính, nước 7.0. Chúng ta sẽ dùng để pha sữa uống thuốc. Và nước này sau khi ăn chúng ta sẽ uống nước này. Đây là nước 8.0, dành cho những người mới bắt đầu. Còn đây là nước 9.0. Sau khi chúng ta đã làm quen được với nước 8.0 tầm 1 đến 2 tuần, chúng ta sẽ chuyển qua nước 9.0. Nước 9.0 thì chúng ta sẽ nước uống tuần 2, nấu cơm và nấu canh. Tất cả đã được hướng dẫn ở đây. Còn đây là nước 9.5. Khi chúng ta đã làm quen được với nước 9.0, chúng ta sẽ chuyển sang đến mức 9.5 và uống thường xuyên mức này. Và đây là nước 5.5, chúng ta sẽ dùng để rửa mặt. Với cả khi chúng ta muốn lấy nước 10.5 để ngâm rau củ quả, loại bỏ các chất độc trong rau, thì chúng ta sẽ phải bỏ muối vào cái hộp muối ở đây. Và nước 2.5 cũng vậy. Nước 2.5 là một nước có tính axit mạnh và nó dùng để sát trùng vết thương. Levelux là một trong những loại có dòng hero rất là cao nhé. Đây để em lấy thử cho mọi người. Mốc 9.5 và lượng hero của nó sẽ như thế này. Và đây là 5 loại nước cơ bản. Còn 2.5 và 10.5 chúng ta sẽ dùng muối chuyên dụng của máy để lấy nước. Đây mọi người thành nhìn thấy, nhìn bằng mắt thường thì chúng ta đã thấy một lượng hero rất nhiều, rất là đặc nhé. Và con này em bán với giá 18 triệu, bảo hành cho mọi người 2 năm, 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng. Nếu mọi người muốn cái giá rẻ hơn thì chúng ta có thể giảm bớt thời gian bảo hành lại. Và nếu mọi người muốn bảo hành 1 năm, 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng đầu thì giá con này sẽ là 16.500.000. Và muốn rẻ hơn nữa thì chúng ta sẽ giảm xuống là bao test 1 tháng. Và con này sẽ giá là đúng 15 triệu nha mọi người nhé.
Con này em bao đầy đủ phụ kiện lắp đặt, lõi lọc mới. Anh chị quan tâm đến sản phẩm xin liên hệ đến số điện thoại có trên màn hình. Và mọi người đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của bên mình. Xin cảm ơn.